họa tiết, trang trí và ứng dụng. Và bài thứ hai chúng ta học trong chủ đề này đó chính là bài vẽ trang trí tạo dáng và trang trí lọ hoa. Cũng tương tự những bài trước, chúng ta đều có 3 nội dung. Đầu tiên là quan sát, nhận xét, tìm hiểu về sự phong phú và đa dạng của lọ hoa. Ở phần 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo dáng và trang trí lọ hoa sao cho đẹp mắt. Và cuối cùng là phần các em thực hành. Ở phần quan sát, nhận xét, chúng ta cùng quan sát một số những mẫu hình dáng của lọ hoa. Nên chúng ta thấy lọ hoa được tạo dáng rất là phong phú và đa dạng, với nhiều hình dáng khác nhau, có dạng có miệng, có cổ, có thân, có đế, nhưng cũng có dạng chỉ có miệng và thân, và có dạng thì miệng nhỏ, cổ miệng vừa, cổ nhỏ và cái phần thân nó phình ra, hay là tạo dáng theo cách đơn giản nhất. Về cách trang trí, chúng ta cũng thấy là lọ hoa cũng có nhiều cách trang trí khác nhau. Có dạng trang trí toàn phần, có nghĩa là từ trên xuống dưới trang trí bích hết. Và cũng có dạng trang trí từng phần, chia ra từng phần, ví dụ là phần cổ, phần vai, hoặc là phần đế, phần thân. Mỗi phần chúng ta trang trí theo nhiều cấp khác nhau, tùy theo ý thích của mỗi người để chúng ta có sự lựa chọn về cách trang trí họa tiết sao cho phù hợp. Chúng ta cùng quan sát tiếp một số những cái mẫu hình dáng lọ hoa và quả lọ hoa rất là đa dạng về hình dáng, thắt trên hoặc là phình dưới, hoặc là thắt dưới phình trên. Nhưng chung quy lại chúng ta đều thấy là hình dáng lọ hoa tùy theo ý thích mà chúng ta sẽ cho nó có đầy đủ các bộ phận như là miệng, cổ, vai, thân, đế. Và nếu như bạn nào không thích thì chúng ta có thể bỏ bớt, ví dụ là có thể là xong sẽ không có phần cổ, cũng có thể là không có phần vai, hoặc là cũng có thể là không có đế. Thì ở phần quan sát, nhận xét này, các em hãy ghi giùm cô ý sau. Chúng ta nãy giờ quan sát, chúng ta cũng thấy được là trong cuộc sống, lọ hoa có rất là nhiều hình dáng, kích thước cũng như cách trang trí phong phú và đa dạng với nhiều chất liệu khác nhau. Thì ngoài chất liệu là thủy tinh nè, gốm, sứ, còn có chất liệu của gỗ hoặc là chất liệu sơn mài, vân vân, nhựa cũng có. Chúng ta chú ý này vào ha. Ở phần 2 là mã cách tạo dáng và trang trí lọ hoa, chúng ta cùng quan sát các bước thực hiện tạo dáng. Đầu tiên chúng ta sẽ quy một cái lọ hoa mình yêu thích vào trong một cái hình cụ thể, có thể là hình chữ nhật. Bạn nào thích lọ thấp thì chúng ta có thể vẽ hình vuông, tùy. Hình chữ nhật đứng thì để vẽ được hình dáng hai bên đều nhau, chúng ta sẽ kẻ trục đối xứng và bắt đầu phân ra từng bộ phận của cái lọ hoa mà mình yêu thích. Sau đó chúng ta vẽ phát và vẽ hoàn chỉnh lại bằng nét chi tiết, tạo dáng theo ý thích. Đó là bước tạo dáng. Chúng ta cùng tìm hiểu xem cách trang trí. Thì tương tự như những bài trước, chúng ta cũng tìm bố cục, tìm những cái họa tiết để trang trí cho lọ hoa, và sau đó sử dụng màu sắc để làm cho lọ hoa của chúng ta nổi bật hơn. Ở phần thực hành, cô yêu
cầu các bạn hãy lựa chọn hình dáng cũng như là họa tiết để chúng ta có thể trang trí được một lọ hoa theo ý thích trong thời gian từ 25 cho đến 30 phút. Thì ở phần này mấy bạn có thể là tiến hành tạo dáng trước. Sau khi tạo dáng rồi thì chúng ta sẽ suy nghĩ tới họa tiết. Các bạn, họa tiết thì chúng ta đã học ở bài tạo họa tiết trang trí rồi. Thì chúng ta có thể lựa chọn những cái họa tiết trang trí mà mình đã tạo ở bài trước để đưa vào trang trí trong cái lọ hoa của mình cũng được. Và đây chúng ta cùng tham khảo một số những cái mẫu lọ hoa của các bạn học sinh đã vẽ và cô đã sưu tầm được. Thì chúng ta thấy là chúng ta có thể chia ra từng phần để có thể trang trí hoa lá. Và lọ thứ hai cũng vậy, cứ mỗi một phần chúng ta thấy có cách trang trí khác nhau. Và lọ thứ ba cũng tương tự như vậy, vận dụng trang trí đường viền để trang trí cho lọ hoa. Tiếp tục chúng ta cùng quan sát với hình ảnh những cái chiếc lá được sắp xếp nghiêng ngả để tạo nên một cái bố cục lạ mắt, và cách sử dụng màu xen kẽ làm cho cái lọ hoa của chúng ta nó nổi bật. Hoặc lọ thứ hai chúng ta thấy cái cổ, phần cổ nó dài và phần thân nó phình ra ở dưới, nó dẹp thẳng. Đây cách trang trí cũng đơn giản là những cái hình bàn chân, những chiếc lá và những cái mảnh mao chảy xuống. Và lọ thứ ba chúng ta cũng thấy là vận dụng trang trí đường viền kết hợp với lại họa tiết hoa lá để trang trí theo từng phần. Lọ thứ tư chúng ta cùng quan sát cũng là họa tiết hoa và chim được trang trí với màu sắc hài hòa và màu nóng. Hoặc là lọ thứ năm chúng ta thấy là cũng kết hợp họa tiết hình bướm được xếp theo dạng nhấp lại và xen kẽ đối xứng. Và cuối cùng lọ này chúng ta thấy là cách tạo dáng rất là lạ, người sử dụng hình ảnh hai con thiên nga hai bên để làm nên một cái quai cho cái lọ hoa. Khi mấy bạn vẽ lọ hoa thì chúng ta lưu ý, nếu chúng ta vẽ phần miệng như thế này cong thì cái phần đế chúng ta cũng phải cho cong luôn, vì lọ hoa của chúng ta là dạng hình trụ, trên cong thì dưới sẽ cong, mà trên ngang thì dưới cũng là ngang, giống như hình số 1 hoặc là hình số 4. Và đây thêm vào những cái hình cho chúng ta tham khảo với nhiều kiểu lọ hoa cũng như là cách tạo ra những cái quai của lọ hoa phong phú và đa dạng. Cách trang trí cũng rất là phong phú, chúng ta có thể lựa chọn những cái con vật ví dụ con cá, con hoặc là phong cảnh, hoặc là hoa sen vân, hoặc là cách điểm một cái hoa nào đó mà chúng ta yêu thích, hoặc là trang trí đường viền đơn giản. Tùy theo ý thích của mỗi bạn mà chúng ta có thể lựa chọn họa tiết trang trí của bài trước để vận dụng vào cho bài lọ hoa tuần này. Thì ở phần hướng dẫn về nhà, cô yêu cầu các bạn hoàn thành bài tập phần tạo dáng và trang trí lọ hoa và xem trước cho cô bài trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật. Thì các bạn tìm hiểu thêm những trong cuộc sống của ta, những cái đồ vật xung quanh chúng ta có những đồ vật nào có dạng hình chữ nhật được trang trí, và chúng ta sẽ chuẩn bị dụng cụ là bút chì, gom, màu vẽ, hoặc bạn nào thích thì chúng ta có thể lựa chọn hình thức cắt dán. Chúng ta sẽ chọn chuẩn bị giấy màu, kéo dán. Bài học của chúng ta tới đây là tạm dừng, kết thúc. Chúc các em nhiều sức khỏe.